Đi ra. Ủa đâu phải đếm ra lại. Ôi. Quá đã. Rồi ngã cao đâu phải bự rồi. Nó tim mà. Tim đây mà. Lấy hả. Hai. Ừ, chào tất cả mọi người quay lại kênh của Út nha. Hôm nay giờ này cũng trưa rồi. Hôm nay trời nắng đẹp quá. Em đi Út quay lại cái cánh đồng hoang á. Hồi bữa có quay cái clip ở đây rồi á. Hồi bữa trời mưa quá câu không có được nhiều cá. Hôm nay trời nắng nè. Trời nắng quyết định xuống đây câu lại nha. Câu lại có cá rau rô nha. Bữa câu cũng ít cá rô. Cái đồng hoang bao la hồi bữa nè. Rồi giờ Út đi lại theo cái hướng đường này nè. Đó. Câu phải có cá gì đó thì Út quay chia sẻ lên cho mọi người xem nha. Giờ mọi người mời mọi người đi theo chân Út nha. Ok nha. Đang đi giữa cái ruộng luôn mọi người, thấy cảnh đẹp quá, ra quay vài cảnh nè, đẹp. Là hôm nay trời mây xanh nè, rất là trời nắng luôn. Hôm bữa tới mưa tầm tã cả ngày luôn bạn, câu được bao nhiêu hết. Đây, vừa mới tới, vừa mới dọn ra. Giờ ốc lại sẵn đồ câu nha, rồi có cá không? Quay lên mọi người xem. Đây, đây anh Út nha, đây thằng cháu. Lấy câu chứng kiến nha mọi người. Chứng kiến nè, con mới đem mới chứng kiến với vé nè nha. Hai mò truyền thống nha. Giờ sẵn đồ câu là câu thôi. Lo vô. Rồi, bỏ cần xuống câu thôi. Câu còn vé nha mọi người. Cá nó bị mồi quá mọi người. Nhưng mà bữa lên con lô đồng mọi người. Lô đồng nhìn đã rồi. Đầu tiên nha. Sảy rồi. Sảy đâu sảy. Là bao nhiêu này? Đúng rồi. Cái đó chưa kiến rồi. Rất mãn thiệt. Vậy sao? Giục bê giục bờ. Giục bờ chết nè. Cái này chưa? Mình lên được con chốt này rồi. Chốt này bự bự không mọi người? Hồi nãy giờ chưa thấy nó rỉa phao mình nữa. Cái đang rỉa phao anh ơi. Trời ơi. Mất phao. Lúc phao luôn chính người.
Cây tá. Chơi cái đó mà. Lựa đồng với nhau nè. Mình câu dế nha, nó đang chậm chút. Ừ. Rồi ghê. Đi ra. Ủa đúng biết đếm lại. Ôi. Quá đã. Rồi ngã câu đúng phi vật rồi. Nó tim mà. Tim đây mà. Ở đây hả? Đang câu nữa mọi người. Chừng đứt gì nữa cái nhảy kìa. Rồi, mình vô lại tiếp. Dính đây. Hay hay. Nó lòi dữ lắm mọi người. Lên con cá trắng. Bán thiệt. Ghê đồng bự rồi. Nó vô vô. Ngô đồng. Tiếp được rồi, cơ đồng nữa đi. Đi, đi. Rồi, xếp nó xảy mà. Đụng, bự quá mà. Đo rồi mày. Lo dữ mọi người. Rồi dính rồi, dính rồi, dính rồi. Được. Nhưng không có dính nè. Quý chân là núi Gia Lao nha mọi người. Hôm nay trời nắng nè, mọi nhìn thấy rõ, đây rất là gần cái núi luôn nè. Hôm nay trời xong nhìn núi đẹp luôn. Mình ngồi ở cái mương này nha. Con đạt dính rồi, nó rê rồi đạt. Con câu nguyên con ở đầu đây không nó thấy con lên là phi con rồi. Cầu dế này nó chậm ăn. Đây đây. Hả? Ăn gì? Đang đang rồi nè. Nhộn lên cá trắng. Cá trắng. Rồi có giống dính này. Má dính cái bự nó hết ăn rồi. Động nó chạy rồi.
Lớn cái lắm nữa rồi. Rất là chuẩn nha. Nuốt lưỡi luôn. Nó lòi quá rồi, nuốt lưỡi luôn. Mày lên con gì mày? Má. Rồi nó bự quá bạn, lên cái cần cần câu cái rô á. Nó sảy mọi người. Nó bự lắm. Không dở lên nổi luôn mà. Trời trời. Nó cần cái rô á, cá tre rồi nó ăn không dở lên nổi. Nó rớt sảy, ủ quá. Thấy chưa? Dính nữa nè, thấy không? Rồi bà, nó sảy rồi. Lên con, cái lưng con á. Cái lưng con thấy không, bà bay dính đâu, thấy không, thấy ghê không? Ở đây này con đồ đồng nha, đồ đồng này quất trời nắng đó bạn, nhưng mà nhờ có gió mát nắng trời càng ghê không, mới dính được con cá khổng. Đó, nó lên cá chốt rồi mày. Chị nhích nha đàn nha. Chị nhích lắm đó. Cá chốt. Mình mới lên được con cá cá dữ rồi mọi người. Nó gì nó ăn cũng được hay rồi chứ. Ngàn gì nãy giờ. Không ngoài. Rồi. Câu này. Nước bự vậy. Ok. Rồi. Cá chốt. Hả? Đục. Trời ơi. Này lau kiến. Đây con lau kiến nữa mọi người. Đã dính được rồi. Tán thiệt lau kiến này. Cá lòi rồi. Hồi là lâu phi rồi. Chứ nào. Chứ nào, thấy không? Mới là lâu phi rồi mày. Cá lâu phi con. Nhưng cái gì này? Trời ơi. Lau kiến nè mọi người. À. Lau kiến này nhiều như ta. Chú bự bự không à. Thế đâu đã đem về xả luôn rồi. Bây giờ? Bỏ luôn đi. Nãy giờ dục nhiều lắm mọi người. Giờ mình quyết định là lấy luôn. Đi. Đem về hấp xả luôn. Bỏ xuống nó cũng tới năng nữa. Được vội thiệt. Nó mẹ trâu ghê. Rồi phi. Phi nhỏ rồi. Lên cái chốt này.
ăn dữ lắm rồi. Chết. Vinh ra chốt luôn nè. Chốt to. Bự ghê rồi. Cá chốt. Ồ, dính cây rồi đó. À, nó rút cái phao rồi dính cây. Trời ơi, lau kiến nè mày. Lau kiến hoài lắm, kia đây kiến nhiều kìa. Biết lau kiến rồi. Là đồ đồng nha mọi người. Mình mới chuyển qua cái hồ rau muống bên đây nha mọi người. Bên kia nắng quá. Mình chạy qua đây mình ngồi mình câu. Được câu là đầu tiên. Mấy lôi đó. Cái là nó đồng. Đồng nhỏ. Lô đồng nha bạn. Ngon không? Đằng kia nắng quá bạn ơi, nãy giờ mình đi vòng 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 hết cái đường mương rồi luôn. Giờ mình lại cái chỗ cái cống này nè, câu thử, nãy em dính được mấy con hả? Ngon. Nắng quá chịu hết nổi. Chào tất cả mọi người nha. Câu rồi sáng tới giờ luôn mọi người. Câu sáng giờ cũng câu được mớ. Cá rô. Bữa nay cái lâu kia cái lâu kiến câu được mấy con bự phá quá. Câu sáng giờ cũng mệt rồi, chắc thôi giờ Út kết thúc clip đây, dọn dẹp đồ đi về quá. Lúc đi về rồi sẵn Út quay cá cho chia sẻ lên cho mọi người xem luôn nha. Rồi xem video thấy hay thì cho Út xin đăng ký kênh một like để ủng hộ Út làm video tiếp theo nha. Giờ quay cá cho mấy bạn xem nha. Giờ chào tạm biệt mọi người nha. Đây, thành quả từ sáng giờ nè mọi người. Cá rô đồng, cá rô này. Nay con cá rô nhiều hồi bữa. Bữa con cá chốt thì nhiều, nay cá rô to 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 không. Chế được mấy lau kiến nè. Tơ nguồn vậy. Rồi. Giờ ok nha, giờ kết thúc cái video đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nha. Chào tạm biệt mọi người.